sáng sớm dậy 3 giờ sáng, nhưng mà ba ba của mình chủ quan quá, đi ra sau cùng theo đoàn, nhưng mà cuối cùng là đoàn lại đi trước. Sau đó là vé máy bay chưa không được check in gì hết trơn. Rốt cuộc đến cầu nguyện riết chập bây giờ là Thành nhảy với lại Cha Bình đi chuyến khác, là sẽ cũng đi qua tới Israel, nhưng mà trễ sau 10 phút. Hành trình đầy gian nan, nhưng mà đi vô rốt cuộc cũng gặp tất cả mọi người và cũng chào. Sau đó là chỉ có 48 người mà thành ra mình với Cha Bình lại đi bên cái chuyến bay sau đó, tại vì do bên ban tổ chức không có chịu check in trước để lấy chỗ, cho nên là nó xảy ra cái tình trạng như thế này, bị stress rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ đã mua máy bay rồi, và tiếp tục như thế nào thì Nhĩ sẽ cập nhật cho mọi người. Bây giờ là hai Nhĩ với lại Cha chạy đi kiếm cái cây mà sân bay thì xuống như là 8:50 là phải có mặt. Bây giờ là 8:50 rồi, hai cho con chạy quá trời luôn này. Ba cho mọi người hành trình này trong ngày đi đất thánh này, Trang giúp trong ngày cầm cái vali chạy, nhớ chạy đi trước, nhớ chạy đi sau. Hy vọng là mình không có bị trễ chuyến bay. Tôi sẽ đợi cái chương trình đặc thánh này là rất là chẳng gai luôn, nhưng mà bất sự cố xảy ra như vậy thì mình mới thấy là các kỷ niệm ha, qua thì tới qua dịch luôn. Để cũng chạy quá trời chạy, cha chạy đi trước quá tiêu rồi, thì nhảy mới chạy theo sau. Thôi giờ mình chạy ra quay cho mọi người coi nha. Hello, Nhĩ xin kính chào tất cả các chị nha. Ngày hôm nay thì Nhĩ đã tới đất thánh rồi. Hiện tại bây giờ tới sân bay và Nhĩ đã gặp tất cả những người trong group đã đi đất thánh đây. Xin giới thiệu, đây là anh Túng Trùm Avignon. Đúng rồi, ông Trùm Avignon. Đúng rồi. Đó, là đây là tất cả mọi người nè, tất cả trên trên đoàn của Nhĩ là 48 người. Hello, dạ chào. Đây là một cây đàn. Ô, có baby đi để về đó nha. Rồi, để Nhĩ quay cho mọi người coi. Giờ là hành trình, cái cuộc hành trình mà đi ngày hôm nay là vì máy bay này kia là rất là hấp dẫn, để bữa nay Nhĩ kể cho. Bây giờ quay trước nè. Chúng con mặc xe store. Vậy. Chúng con mặc xe store, ở đây chúng con cần đi qua. Đó, tất cả mọi người đều có mặt tại đây. Mấy chị anh chị đã đến Pháp hết không? Pháp hết không? Một người bên Mỹ thôi đúng không?
Anh ở Hòa Lan. Hòa Lan. Anh hả? Anh Hòa Lan chỗ lồng đèn đỏ đó không biết ngay mình mặc biết rồi. Ủa. Vậy với lại mẹ cha đã bị không còn chỗ để đi cho nên là đi xe. Cha lấy cái của con rồi hả? Ok ok. Rồi bây giờ hành lý được rồi nghỉ thôi. Đang của mình. Đi em xem. Dạ em chào chị. Khỏe không em đây? Dạ em khỏe. Đây chị tên gì? Chị nói chị tên gì Tâm đây cho mọi người coi. Bây giờ ai dẫn đàn đi vậy? Biết tôi cười chưa vậy? Khỏe quá rồi. Đi đâu cha? Đi ra cổng đây. Rồi cha dẫn đi. Đây bây giờ hai cha Bình và cha Nhật sẽ dẫn đoàn mình đi. Dạ đúng rồi. Ôi cha ơi, sao nó bị mất rồi cha? Chị hỏi em sao em trả lời nó dục chứ lần thơm. Đúng rồi không, tên con. Không, cái này đập ra được. Đánh mở ra lấy cái tay dập ra. Thấy là cái lu của mình cha đi mình thì chắc cũng ngon. Còn cô này nó chuyện. Ui giời, em kinh lắm, cô phải đuổi chuyến liên tục. Dạ. Chạy ui cô không biết được chạy. Hàng phục lớn như cái nào mà nó cho sắp. Nói chung là cha chạy trước mà nhảy chạy theo sau không kịp mà quay phim nữa chứ quay cha chạy vậy đó. Đây chỗ này không thả. Con cứ gửi là chăm xin lỗi cai cai nhau với nó áp lực cho mình đi.